Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ nói một cái đề tài rất là thú vị, mọi người sẽ rất là thích đề tài này, mình đảm bảo luôn. Tại sao mà mình đảm bảo là mọi người thích? Tại mình cũng rất thích đề tài này. Như thế này các bạn, có một số người rất là thích so sánh các bạn, so sánh người này với người kia, so sánh vật này với lại vật kia. Thì hôm nay mình đưa ra cho các bạn cái sự so sánh, thử các bạn so sánh có đúng hay không. Các bạn hãy thử so sánh cho mình cái máy hút bụi và cái chổi, bạn thử so sánh đi. Thì như ba mẹ của mình á là rất là thích cái chổi, và mình và vợ mình thì rất thích máy hút bụi, và vợ mình thì thỉnh thoảng thích cái chổi. Rồi theo các bạn thấy cái nào nó, các bạn thấy cái nào, bạn so sánh thử cái nào nó tốt hơn. Và mình bật mí với các bạn nha, các bạn có thể dừng video lại tí xíu, các bạn suy nghĩ coi cây chổi chứ máy hút bụi cái nào nó tốt, cái nào nó không tốt. Rồi bây giờ mình cho bạn câu trả lời nha, không thể so sánh được các bạn, không thể so sánh. Cây chổi nó có nhiều loại chổi, máy hút bụi nó có nhiều loại máy hút bụi. Cây chổi có chổi để quét nhà, có chổi để quét ngoài sân. Máy hút bụi là có máy hút bụi công nghiệp, máy hút bụi gia đình, máy hút bụi xài pin, máy hút bụi xài dây, rồi đủ loại hết các bạn. Nếu các bạn so sánh một cái máy hút bụi là để nó hút bụi, máy hút bụi cầm tay hoặc là máy hút bụi để hút trong nhà, rồi sao mà so sánh được với cái chổi được các bạn? Hai cái này là hai cái nó không liên quan gì tới nhau, nó không thể nào so sánh được. Tùy theo mục đích sử dụng và tùy theo mục đích sử dụng và tùy theo theo cái gọi là cái hoàn cảnh. Bây giờ mình ví dụ nha, khi mà không có điện thì cái nào tốt hơn các bạn? Khi mà nó không có điện thì cái chổi tất nhiên nó tốt hơn rồi. Còn khi mà có điện rồi, và khi mà bạn làm trong cái gọi là một cái bạn muốn nó nhanh thì bạn nên dùng máy hút bụi. Còn nếu mà có một tí xíu và nhỏ xíu và cần phải hút rác vô thì cái chổi nó vẫn nhanh hơn các bạn. Tùy theo hoàn cảnh và tùy theo vào cái trường hợp để bạn sử dụng cái thiết bị nào để cho nó tốt, làm sao tốt cho cả hai đó các bạn. Chứ không không nên so sánh các bạn. Cái so sánh mình nói lại một lần nữa các bạn, so sánh là khập khiễng, không thể nào so sánh như người này đối với người kia, so sánh cái này với cái kia là khập khiễng. Bạn không thể nào so sánh trái cam với trái táo được các bạn, không thể được, và cũng không nên so sánh luôn các bạn. Lý do là so sánh là khập khiễng nên không so sánh nha. Bạn cũng đừng có so sánh người này với người kia, đừng có so sánh với đứa học hạng nhất, đứa học hạng nhì, và đừng có so sánh với con mình và con người hàng xóm. Và bây giờ mấy bạn trẻ 18 tuổi đang thi tốt nghiệp, có sắp có kết quả hay mới vừa thi xong rồi đó, khi mà kết quả nó ra rồi, bạn là cha là mẹ hoặc là anh là chị hoặc là người thân của mấy em, không nên so sánh con của mình, cháu của mình với người khác. Con của mình nó thi không đậu đi, nó vẫn có cái hay hơn những cái thằng hàng xóm mà nó thi đậu thủ khoa, chưa chắc thằng thủ khoa lại giỏi hơn mấy đứa thi rớt nha. Bạn đừng có so sánh nha, mấy đứa thủ khoa chưa chắc nó giỏi những cái việc mà mấy đứa mà thi rớt nó, hoặc là cái cảm xúc của nó cái EQ emotional, cái thông minh cảm xúc nó bây giờ nó rất quan trọng đó các bạn. Ngày xưa người ta cứ nói là IQ là thông minh hay là tốt, nhưng mà thực chất những cái người thành công bây giờ người ta phải kết hợp vừa IQ vừa EQ luôn các bạn, chứ không thể nào một cái người có thể thi rớt nhưng họ thành công có thể nhanh hơn những người mà thi đậu. Và những người thi thủ khoa coi chừng, mà mình nói tương lai không phải tương lai nữa mà đã quá khứ rất nhiều rồi, những cái người mà thi vào ngày xưa thi vào trường Bách Khoa đó các bạn, Bách Khoa là trường của mình đó, mình có những người em của mình thi đậu đoạt giải áo khoa luôn, có người thi đoạt giải thủ khoa trường Bách Khoa nữa. Bây giờ ra trường làm gì, vẫn đi làm công cho người ta, bao nhiêu năm nay vẫn đi làm công. Mình hỏi ủa tại sao em học giỏi vậy bây giờ vẫn đi làm công, mà em đâu biết ra làm gì khác mà đi làm công đâu các bạn. Bởi vậy các em mà học không tốt không giỏi, các em yên tâm, nếu mà các em có được cái EQ giỏi, các em vẫn có khả năng thành công nhiều hơn đối với người học giỏi. Các em yên tâm nha, và hãy tự tin vào vấn đề này. Rồi hôm nay cái mục đích của mình là cái nằm cái phần sau, chứ cái phần đầu mình chỉ nói cho các bạn biết là không nên so sánh một vật nào với một cái vật khác. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái đề tài rất là hay, là cái hãng Apple và cái hãng Samsung nó không bao giờ lấy sản phẩm của nó so với đối thủ cạnh tranh đó. Các bạn có bao giờ thấy nói cái hãng Samsung nó lại lấy điện thoại của nó đi so sánh với hãng Apple và ngược lại?
Mà tại sao Apple nó vẫn sử dụng cái màn hình của điện thoại Samsung để nó gắn vô cho điện thoại iPhone X, iPhone 10? Ủa tại sao vậy các bạn? Thay vì các bạn so sánh cái này tới cái kia thì hãng Apple và hãng Samsung nó rất là thông minh. Nó so sánh với chính nó các bạn. Và nó rất là khôn khi mà nó so sánh với chính nó các bạn. Để mình kể cho các bạn nghe một cái ví dụ nha. Các bạn có thấy hãng Apple nó so sánh giữa iPhone 8 và iPhone 10 không? Khi mà nó so sánh như vậy các bạn, cái sản phẩm iPhone 8 á, thật sự nó không phải là cái sản phẩm mà nó muốn bán cho người tiêu dùng đâu. Người tiêu dùng cứ nghĩ là mình thông minh, nhưng mà thật chất là thằng Apple nó chơi chiêu các bạn, tâm lý các bạn. Người dùng người ta cứ nghĩ ok, sao mà tôi lại bỏ số tiền cũng khoảng 18 triệu, mình không biết giá chính thức ở Việt Nam nha, mình biết giá bên Úc thôi. Giá bên Úc là nó khoảng 1.000 với lại 1.200. Tại sao mà tôi phải bỏ 1.000 đô tôi mua một cái điện thoại iPhone 8 mà trong khi đó tôi ráng chờ thêm khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng nữa thì tôi mua được cái iPhone 10 rồi, mà iPhone 10 thì chụp hình đẹp hơn, chip nó chạy mạnh hơn, RAM nó chạy nhanh hơn và hình ảnh nó đẹp hơn và nó có những cái chức năng mới mà chưa có ai có được hết. Đúng không các bạn? Cái người dùng nghĩ là họ thông minh, nó nói ôi vậy tôi ráng đợi thêm chút xíu nữa, tôi bỏ thêm chút xíu tiền nữa rồi tôi có một cái điện thoại tuyệt vời. Hoặc là bây giờ cái hãng Apple cái chiến lược marketing nó rất hay, nó dùng một cái sản phẩm mồi nhử để thật sự là nó bán cái mồi nhử ở đây là cái sản phẩm iPhone 8 để nó bán được cái sản phẩm mà gọi là mang về cho nó hàng tỷ đô luôn, chứ không phải gọi là hàng triệu đô đâu, mang về cho nó hàng tỷ đô các bạn. Cái mồi nhử là cái mồi á, là cái iPhone 8 và cái mà thực chất nó câu những con cá là iPhone 10. Và nó mình biết chắc một điều luôn là iPhone 10 có sẵn ở trong kho đó, nó sản xuất sẵn hết rồi mà nó không đem ra giao cho các bạn đâu, nó bắt các bạn chờ đợi. Trong khi các bạn chờ đợi các bạn cảm giác tâm lý là hồi hộp lắm, giống như các bạn đang hẹn hò với một cái người yêu á. Các bạn cứ thử tưởng tượng ngày xưa khi bạn hẹn hò với một cái người mà lần đầu tiên làm chuyện ấy rồi, lần đầu tiên hẹn hò, các bạn cảm giác sao? Nôn nao chờ đợi, cảm giác rất là hạnh phúc, rất là phấn chấn đúng không? Những cái mà hóc môn rồi những cái gì trong đầu mình nó trội, tưởng tượng cảnh rất là lãng mạn, đi chơi đi ăn rồi tình yêu rồi nó sướng lắm đúng không các bạn? Nó cũng cảm giác y chang bạn mong chờ cái điện thoại iPhone tới, nó sẽ đến nó giao cho các bạn thì đúng là 2 tuần rồi. Đó các bạn, mình để cho các bạn suy nghĩ một tí xíu để các bạn thấy khi mà bạn có một sản phẩm nào các bạn bán á, hay là một cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ nào các bạn đang làm, bạn ra khởi nghiệp, bạn kinh doanh á, bạn không nên, ví dụ bạn bán cái áo này, bạn đi so sánh với cái áo kia, đừng bao giờ. Bạn hãy so sánh với chính cái áo mà bạn sản xuất ra, đừng có đi so sánh với người đối thủ của bạn. Tại so sánh với người đối thủ á, mình không biết cái phép so sánh của bạn nó hay đến nào, nó tuyệt vời đến như thế nào, nhưng mà khi bạn so sánh với người đối thủ của bạn á, thì bạn vô tình bạn quảng cáo giùm cho đối thủ của bạn rồi. Các bạn thấy đúng không? Khi mà bạn nghĩ là bạn thằng đối thủ nó không biết bạn là vô tình đi quảng cáo cho nó, có nghĩa là bạn đưa cái sản phẩm của đối thủ lên, ví dụ như hãng Nike và hãng Adidas, khi bạn đưa sản phẩm của đối thủ lên, ok, hàng đối thủ của bạn nói cảm ơn nhiều, nhờ cái mày mà tao nổi tiếng thêm chút xíu nữa, hoặc nhờ cái mày mà hàng hóa của tao bán chạy thêm chút xíu nữa. Đó các bạn, thì một cái ví dụ nữa cho các bạn biết là cái chiêu này nó cũng áp dụng từ hồi xưa lắm rồi, xưa lắm lắm luôn á. Bây giờ mình ví dụ nha, bây giờ các bạn có hai cái cửa hàng, bán đồ điện tử đi, bán phụ kiện máy vi tính đi, bán USB tai nghe, rồi bán mấy cái đồ chuột, bàn phím rồi này nọ. Hai cửa hàng ở kế bên nhau luôn. Bây giờ hai cửa hàng đó bây giờ muốn bán được hàng lắm, nhưng mà bây giờ không có biết cách nào hết, thì họ mới ra cái chiêu như thế này. Ok, bây giờ ví dụ như một con chuột giá là 50.000 này, 50k, thì bây giờ cái cửa hàng kế bên cũng cùng một sản phẩm thôi các bạn, cửa hàng kế bên mà giá của người ta mua vô là có 25k thôi, mà người ta bán với giá 50k, hai bên đều bán 50k hết, cái đùng một phát cái bên kia nó bán với giá 35 hoặc là 40k thôi, khách hàng nó đổ dồn qua bên cửa hàng thứ nhất, cửa hàng đang giảm giá đó, bán mua hết tất cả mấy con chuột đó luôn, mà họ không biết là hai cửa hàng nó là anh em với nhau,
thì cái cửa hàng này nó đem hết tất cả chuột qua cửa hàng kia để cho họ bay qua cửa hàng này, họ mua con chuột với cái giá là giảm giá như vậy, mua bán hết luôn. Rồi cái cửa hàng nọ nó lại bán USB, nó lại giảm giá USB xuống hết. Là hai cái cửa hàng này, nó thông với nhau, nó là hai anh em với nhau, nó là business partner, nó là kinh doanh cùng với nhau, kết hợp với nhau để bán được hàng các bạn. Rồi ok, mình kết thúc video ở đây. Mình mong là các bạn có bán một sản phẩm nào hoặc là dịch vụ nào, các bạn hãy làm sao cho ra hai cái sản phẩm, một cái là các bạn để làm mồi và một cái là thật sự là bạn muốn bán cái sản phẩm đó. Thì khi người ta so sánh như vậy thì họ mua cái sản phẩm nào thì bạn cũng bán được hết đó các bạn, và cuối cùng là được lợi nhuận cả hai. Và bạn phải xác định ra cái sản phẩm nào là cái sản phẩm nòng cốt của mình và sản phẩm nào là cái mà bạn muốn người ta cắn câu, và cái sản phẩm còn lại chỉ là cái mồi thôi. Chúc các bạn thành công, ra khởi nghiệp đi các bạn, buôn bán đi các bạn, sẽ thấy kinh doanh nó có rất là nhiều điều hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn nhớ bấm nút đăng ký, bấm liền đi các bạn, ở dưới bấm nút đăng ký rồi bấm luôn nút chuông luôn để các bạn nhận được những video mới nhất của mình và những cái điều kinh doanh, những cái câu chuyện kinh doanh hay nhất mình chia sẻ đến cho các bạn, để các bạn có thể ra kinh doanh khởi nghiệp thành công. Và hãy share cho mình những cái video này lên trên mạng xã hội để cho những người xung quanh người ta biết bạn, hiểu được những bài học kinh doanh. Bạn bạn làm kinh doanh, buôn bán kinh doanh, bạn phải chia sẻ những câu chuyện kinh doanh, thì như vậy á, người ta mới biết bạn có khả năng làm kinh doanh các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.